À, có một cái nghiên cứu mà tôi thấy có lẽ là nó cũng hơi um, coi như là quá đát rồi nó không nó không có được cập nhật lắm mà tôi tìm mà nó chưa có cho nên thôi thì quý vị cứ cứ xem như cái này là uh, tuy rằng nó cách đây nhiều năm cũng không không lâu lắm đâu nhưng mà tình hình hiện tại thì cũng chắc chỉ khá hơn chút đỉnh thôi trong số 1 phần 3 tỷ người nghèo trên thế giới thì phụ nữ chiếm 70%. À, không biết là ai chịu. À, dạ. Không biết quý vị có thấy rõ không? Từ 70 đến 80% trong số 27 triệu người tị nạn là phụ nữ và trẻ em. Đa số phụ nữ kiếm trung bình khoảng 3 phần 4 tiền lương của nam giới. Phụ nữ làm việc gấp đôi thời gian không có lương so với nam giới. Phụ nữ chiếm khoảng 46,7% lực lượng công nhân. Phụ nữ tại vùng quê các nước chậm phát triển sản xuất 55% nông phẩm. Có khoảng 20 triệu vụ phá thai bất an toàn hàng năm làm thiệt mạng khoảng 70.000 phụ nữ. Khoảng trên 500.000 phụ nữ thiệt mạng hàng năm do hậu quả của mang thai và sinh nở. Trong số khoảng 1 tỷ người thất học thì phụ nữ chiếm tới 2 phần 3. 2 phần 3 trong số 130 triệu trẻ em trên thế giới không được đi học là các bé gái khoảng 2,4 tỷ phụ nữ trong độ tuổi lao động không có cơ hội kinh tế bình đẳng và 178 quốc gia đang duy trì các rào cản pháp lý ngăn cản sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Phụ nữ, Doanh nghiệp và Pháp luật năm 2022. Tại 86 quốc gia, phụ nữ phải đối mặt với một số hình thức hạn chế họ làm việc và 95 quốc gia không đảm bảo trả lương không đảm bảo trả lương bình đẳng cho công việc tương tự nghĩa là phụ nữ vẫn còn bị đối xử phân biệt chưa có được bình đẳng lắm ở nước Việt Nam mình thì khá hơn một số nước cho nên chúng ta thấy có nhiều chị em giới nữ được tham gia vào chính quyền và vào những cái chức này chức nọ vân vân. À, nhưng mà hình như là không có mấy người tin lành được tham gia vô cái con số đó. Tất nhiên khi Chúa muốn dùng chúng ta, Chúa sẽ đưa vào cho dù ai ngăn cản cũng không được, đúng không ạ? À? À, năm nay 2024 thì ủy ủy ban phụ nữ tổng liên hội à, đưa ra một cái đề tài đó là khi Chúa thử rèn. Và phụ nữ sẽ được học một phần ở trong sách gióp. Cho nên đó là lý do mà sáng hôm nay tôi đến với hội thánh với cái đề tài này. Tất nhiên thì tôi chỉ cố gắng hết cái sức già của tôi thôi. Tôi không có nói được hết những cái điều mà tôi muốn nói và quý vị muốn nghe. Dĩ nhiên, quý vị sẽ nghe được nhiều người sẽ nói rõ hơn Tôi thì chỉ nói một chút xíu về cái đề tài này thôi. À, trong uh, thường thường thì chúng ta hay thấy là có cái bảo tàng người tốt việc tốt phải không ạ? Tôi thì sáng hôm nay xin giới thiệu với hội thánh cái bảo tàng người xấu việc xấu. Và bảo tàng người xấu việc xấu này chuyên về phụ nữ. Thì cái người đầu tiên đó là ai? Là hoàng hậu Jezebel. Chúng ta biết hoàng hậu Jezebel phải không ạ? Bà không biết mình chứ mình biết bà. À, bà hoàng hậu -sa bên là vợ vua Ahab. Và tất nhiên à, một cái bà hoàng hậu thì quyền lực rất là nhiều. Và chúng ta biết cái câu chuyện này rồi. Tại sao bà lại bị xếp vào bảo tàng người xấu, việc xấu. Là vì bà, bà yêu chồng, muốn giúp đỡ chồng. Nhưng mà cái cách giúp của bà nó không đúng. Cho nên bà đã làm hại người khác để lấy cái tài sản của người ta à, nếu quý vị muốn biết rõ cái câu chuyện này thì xin về mở kinh thánh đa đọc người thứ hai trong cái bảo tàng người xấu việt xấu là cô dalila cô dalila là một người philippines và có dính dáng đến anh hùng samsung của chúng ta và quý vị muốn biết rõ về cái câu chuyện này thì chịu khó mở các quan sát rồi người thứ ba là công chúa mi canh con của vua saul là vợ của vua David. Tại sao bà này lại lọt vô trong cái danh sách người xấu, việc xấu? Chút nữa tôi sẽ giải thích. À, và người thứ tư là Job, phu nhân. Những người này, mỗi người có một cái hoàn cảnh. Và tùy theo cái cách nhìn nhận của chúng ta mà họ trở thành người xấu hay người tốt. Uhm, xin chúng ta sẽ Coi thử coi những cái nhận định sau đây Nó có đúng không nha Phụ nữ rất đơn giản Với họ Được nghĩa là được Không nghĩa là được Không nghĩa là không Không nghĩa là có thể Nhưng có thể nghĩa là được Và có thể nghĩa là không Đơn giản lắm Có vậy thôi và chúng ta cũng có một cái bài hát về phụ nữ đó nói là gì phụ nữ nói không là là có và nói có là là không xin cho xem hình các bà và yeah, đây là hoàng hậu je đẹp không ạ à? chắc chắn làm hoàng hậu thì không thể là người xấu được rồi tiếp theo ạ à đây là cô dalila công chúa mi canh tôi nói một ý về cô công chúa mi canh cô này là cái người mà david đã rất là thương ông thương đến độ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để đi cưới cho được cô này về và sau đó vì cớ vua sao lơ ông nhạc gia đó ông sợ cái cái ông david này chiếm ngôi cho nên sau khi mà david bỏ trốn thì để khỏi bị sao lơ giết đó thì cái cô này bị đem bị ông vua cha bắt đem gả cho một người khác để làm gì? Tại vì nếu mà uh, David còn là phò mã thì ông còn có cơ hội để lên ngôi và chắc chắn là Saul đã nghe phong phanh gì đó về cái chuyện là uh, David sẽ lên ngôi và ông sợ mất cái ngôi của mình thì như vậy cái hoàng tộc của mình sẽ đứt đứt đoạn cho nên là ông bằng cách là đem gả cô con gái của mình cho người khác và đối với cái luật của do thái đó thì bà mi canh này mặc dầu bị gả ngoài cái ý muốn của mình thì bà vẫn đối với david chưa ly hôn tức là bà vẫn còn là vợ của david vì vậy cho nên khi bà có một cái ông ông chồng khác thì bị xem là ngoại tình và vì vậy cho nên bị lọt vô cái bảo tàng người xấu việc xấu là chồng còn đang sống mà đi lấy chồng khác Thì Bị cái luật của Do Thái Khép tội Sách giớt Nói về vấn đề chung của con người Là đau khổ Nhất là sự đau khổ của những người ngay thẳng Và tinh kính Ông dốc của chúng ta là một người công chính Ông không phải người Israel Ông sống ở thiên niên kỷ thứ hai Tức là từ năm 2000 Đến 1000 trước công nguyên và ông ở phía đông của Canaan. Vì sao chúng ta phải chịu đau khổ? Chúa là đấng toàn năng và toàn thiện vậy thì tại sao một đức Chúa trời như thế lại để cho những người vô tội phải chịu khổ? Thông thường người ta cho rằng sự đau khổ là kết quả của tội lỗi. Nếu ai đó có lỗi sẽ bị phạt, ngược lại sẽ được phước. Tuy nhiên có một số đau khổ mà chúng ta không thể giải thích được. Và sách góp nói về những đau khổ không thể giải thích đó Vấn đề không phải là biết vì sao mình chịu khổ Mà điều quan trọng là chúng ta chịu khổ như thế nào Chúng ta có kiên nhẫn không? Có ngợi khen Chúa trong sự đau khổ của mình không? Có cảm tạ Chúa trong khi mình đau khổ không? Bây giờ chúng ta sẽ nói với nhau về cái chuyện là sau khi thử rèn thì mình sẽ thành vàng. Vàng gì? Vàng 8, vàng 10, vàng 14, vàng 18 hay vàng 4 số 9? tất nhiên chúng ta sẽ thích vàng bốn số chín nhất, phải không ạ? Bởi vì cái giá nó cao nghe đồn là bữa nay nó lên 82 triệu rồi. <laughs> cái con số mà nó vượt quá cái cái mức mà à, thu nhập của chúng ta. ai cũng muốn có vàng bốn số chín, nhưng vàng nó không tự nhiên mà thành. muốn có vàng tinh chất thì phải qua thử rèn. nó để có được cục vàng bốn số chín thì vàng phải trải qua nhiều giai đoạn tôi xin phép được nói sơ sơ về cái chuyện cái 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 quá trình mà vàng nó trở thành vàng bốn số chín để quý vị sẽ thấy là nó cũng qua nhiều giai đoạn lắm để rồi chúng ta sẽ thấy là khi mình muốn trở thành vàng bốn số chín thì chúng ta sẽ trải qua những cái gì trong cuộc sống của chúng ta vàng lấy từ mỏ về có hàm lượng tinh khiết ở mức 90% mươi còn vàng là đồ trang sức thì hàm lượng tinh khiết ở mức 37%. Để đạt độ tinh khiết tới 99,99% ,99 thì vàng cần rửa trong hóa chất. Độ tinh khiết càng thấp thì nhu cầu rửa kim loại càng nhiều. Bình hóa chất đầu tiên sẽ lấy kim loại thường, bình thứ hai sẽ lọc đi kim loại bạc và chỉ còn lại vàng. Trong khi đó các mảnh trang sức được nung chảy và tạo thành thỏi vàng. Nhiệt độ bên trong lò nấu kim loại luôn ở mức trên 1.400 độ C để chúng ta nấu nước sôi thì nó 100 độ là sôi rồi và chỉ cần cái nước sôi đó mà đổ vô tay mình thì sao ạ à? phỏng mình bị tổn thương ngay lập tức nhưng mà ở đây để có được vàng 4 số 9 thì vàng phải trải qua cái độ nóng là gấp 14 lần tức là 1.400 độ C sau khi nung chảy vàng được đổ thành khuôn Vàng nấu chảy được rửa sạch bằng clo, quá trình này giúp vàng đạt độ tinh khiết lên tới 90%. Muốn đạt độ tinh khiết 99,99% ,99 thì vàng cần tinh chế thành hạt ngũ cốc rồi rửa bằng một loại hóa chất có tên là để hấp hóa thành chất lỏng và sau đó khô lại thành hạt cát. Tức là nó trải qua rất là nhiều công đoạn. Và nếu mà vàng mà nó biết lên tiếng chắc nó cũng khóc rất là nhiều lần và rên rỉ rất là nhiều lần y như chúng ta mỗi khi mà tai họa đến bệnh tật đến chết chóc chia ly tất cả những cái điều đó xảy đến cho chúng ta thì chúng ta cũng rên rỉ và than khóc có một câu kinh thánh ở trong phê ra nhất đoạn 1 câu 6 đến câu 7 hãy vui mừng về điều ấy dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàng thử thách để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại đem lại sự ca ngợi vinh quang và tôn trọng khi đức chúa jesus christ tìm đến chúng ta thấy à, đọc ở trong kinh thánh này chúng ta biết là ông gióp bà gióp có mấy người con ạ à? có 10 người con 7 trai ba gái cái thời đó thì người ta sinh nhiều là tại vì ta, người ta cần nhân công đúng không ạ à? Còn bây giờ thì rất là hiếm có những gia đình nào mà có 7, 8, 9, 10 người con. Tại vì sao? Cái, cái, cái thời thế bây giờ nó như thế. Không ai muốn sinh nhiều à. hết. Một, hai người con là ớn lắm rồi. Và hai ông bà này có 10 người con. Và 10 người con này cũng được nuôi dạy rất là tử tế. À, ông Giớp là một người công chính nhưng không có nghĩa là vô tội. Mà là chính trực trước mắt Chúa. Sách Giớp mô tả ông trung tính cố gắng làm điều đúng một cách chân thành ở trước mặt Chúa. Ông cũng thừa nhận sai lầm của mình và tìm cách chỉnh sửa. Ví dụ như ở trong đoạn 42 từ câu 1 cho đến câu 6. Trong khi bị thử thách thì chúng ta dễ bị cám dỗ để có cái nhìn sai trật về Chúa là đấng bất công, là thiên vị và không yêu thương. Ngày hôm nay khi chúng ta đọc sách Giốp thì chúng ta biết cái lý do tại sao ông chịu khổ. Nhưng bản thân ông Giốp không hề biết điều đó. Satan cố tình khiến Giốp quay ra phàn nàn Chúa nhưng mà không thành công không biết là satan có đặt lời trong miệng bà dóp hay không khi bà suối ông nói hành chúa mà rồi sau đó chết đi chúng ta xem những cái hình để thấy được cái sự hiện diện của bà dóp ở bên cạnh ông Giớp. À, đây là những cái hình mà ông dân của lễ mỗi ngày để xin chúa tha tội cho các con của mình lỡ chúng nó gây ra cái tội lỗi gì vân à, vân và tất nhiên bà dóp sẽ là cái người lo chuyện nổi trợ gì nữa và chuẩn bị những của lễ để ông có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời. À, và chúng ta thấy đây là cái hình khi mà ông Giớp gặp tai nạn, à, tai họa rồi thì ba ông bạn của ông từ xa đến và ba người này thì không có cái lời gì để có thể nói ra cho với ông Giớp cho nên họ yên lặng họ ngồi với ông 7 ngày 7 đêm và trong cái hình này thì uh, tác giả đã vẽ cho thấy bà Dớp yên lặng ở bên cạnh. Nghĩa là trong suốt cái quá trình mà tai họa xảy đến một cách khủng khiếp như vậy cho cái gia đình này thì bà Dớp luôn luôn có mặt bên ông Dớp. Thế nhưng mà từ xưa cho đến bây giờ, không biết có ai khen bà Dớp không? Chứ còn mấy ông Tổ, Đức tin của mình á là lên án bà giúp một cách thậm tệ luôn. Ông Thánh Augustine thì nói rằng bà dớp là kẻ đồng lõa với ma quỷ. Còn ông Canh Vinh là ông tổ tin lành ấy, thì nói rằng bà giúp là người điên cuồng hiểm ác. Thưa với chị em, thường thường mà mỗi lần mà muốn nói đến một người phụ nữ để nói cho hội thánh cho chị em giới nữ thì người ta sẽ nêu gương như hồi nãy mấy ông nêu ra bà gì? Bà Marie vậy Marie Maria đúng không ạ và yeah. nếu uh, giáng sinh thì chúng ta sẽ nhắc đến bà và Marie mẹ Chúa Giêsu Vì nó nhiều người phụ nữ rất là tốt và đương nhiên là chúng ta cũng không quên cái trăm ngôn 31 mỗi lần mà muốn muốn đưa ra một cái tiêu chuẩn cho nữ giới thì người ta sẽ nêu cái uh, trong ngôn 31 Mặc dù đó là một cái châm ngôn rất là lý tưởng Mà đã lý tưởng thì khó mà có ai có thể làm được cái điều đó Rồi Chúng ta thấy ông giúp có 10 người con Thì bà giúp có mấy người con? Cũng 10 người Và 10 người này được bà nuôi dưỡng chăm sóc Coi như là mang thai 9 tháng 10 ngày Rồi nuôi dưỡng chăm sóc bồng bế Rồi dỗ ngon dỗ ngọt Rồi đủ kiểu hết để nuôi cho 10 đứa con này lớn lên. Ngay từ cái đoạn đầu của sách gióp thì Chúng ta thấy đây là một cái gia đình tin kính chúa. Vui vẻ anh em hòa thuận. Và ai là cái người thổi sinh khí ở trong gia đình. Đó là bà gióp. Có những ngày vui ở trong gia đình. Trước khi mà tai họa xảy đến. Ông gióp vui vẻ với tài sản của mình. Là một đại gia ở tại phương Đông. Và uh, coi như là gia nhân cũng rất là nhiều con thì đông vợ thì đẹp và tất cả mọi sự nó đều hanh thông tốt đẹp hết á cho đến một ngày tai họa thần lình xảy đến khi tai họa thần lình ập đến mà cái mất mát nó không có gì có thể sánh nổi chúng ta thấy có những ngày hôm nay có những doanh nghiệp bị phá sản có những đại gia đang giàu có nức tiếng như vậy đó rồi rốt cuộc thì tay trắng nhưng mà họ không có bị như cái kiểu âm bài góp đã mất tài sản, bị phá sản coi như là đang giàu có trở thành tay trắng và 10 người con chết một lần. Thưa quý vị, có những người mẹ Việt Nam anh hùng được nêu tên ở trong à, à, cái lịch sử của Việt Nam cận đại là nói rằng có bà có chín người con thì hiến dân cả chín người con cho cách mạng. Và chính người đó đều đã qua đời Bây giờ để lại bà mẹ ở một mình Và thưa quý Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng Chính cái người đó mà có qua đời đó Thì cùng lắm là hai người chết một lần Chứ còn không có một lần mà chết Toàn bộ chính người Đúng không ạ à? Và có lẽ là quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh Cũng đã từng thăm viếng những gia đình Mà con người ta bị chết Hoặc là là hư thai hay là sinh ra rồi và nó bệnh này bệnh khác nên nó chết và có những người chết khi mà đã băm mấy 40 tuổi rồi mà cha mẹ vẫn còn sống. Tức là tre già mà khóc măng. Và những cái chết đó nó tác động rất là mạnh mẽ đến người phụ nữ. Mấy ông cũng bị tác động nhưng mà dù sao đi nữa thì Chúa cho mấy ông có một cái uh, sự bình tĩnh cần thiết rồi có một cái lý trí để có thể giữ được mọi sự trong sự bình an trong sự kiểm soát của mình. Nhưng mà phụ nữ thì sống thiên về cảm xúc, cho nên những cái việc như vậy nó sẽ đánh động vào trong cái người phụ nữ và có như cái tinh thần của người phụ nữ bảo đảm với quý vị là bị tác động rất là mạnh. Có những người phụ nữ có một đứa con mà con họ chết thì coi như là họ phát điên lên. Và tôi nghĩ rằng bà vợ trong trường hợp này mà còn bình tĩnh được là bởi vì ít nhất bà cũng còn được một người ở bên cạnh đó là ông dốc và bây giờ ông dốc là cái tài sản toàn bộ tài sản bà có được toàn bộ những cái gì quý giá nhất của bà có ở trên đời vì vậy cho nên đối với bà dốc thì ông dốc là cái phần tài sản quý hiếm mà bà sẽ bảo vệ đến cùng và bà sẵn sàng đương đầu với bất cứ một cái 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 người nào hay là một cái đấng thần linh nào mà đụng tới ông dóp ngoài cái chuyện mà mất con bà mất tài sản bà từng trải sự mất mát tài sản tinh thánh thì à, mô tả ông Gióp là một đại gia một người giàu có nhất trong các dân tộc đông phương là phu nhân của một người giàu có như thế thì bà quen với cuộc sống thoải mái sung túc vui vẻ nhưng cuộc sống đó bị cắt ngang với cái hung tin nối tiếp nhau những cơn như là những cơn sóng vùi dập và có thể nói là tất cả những cái điều đó nó đổ ập trên gia đình một cách bất ngờ để lại bao ngổn ngang đau đớn phụ nữ thường xem trọng gia đình con cái và họ là những người dễ bị tác động khi có chuyện không may xảy ra cho chồng con và gia sản của mình ngoài cái chuyện mất con mất À, tài sản bây giờ bà còn mất luôn cái niềm vui Tại sao bà là mất niềm vui bởi vì bà là người chăm sóc ông chồng của mình như tôi nói hồi nãy bây giờ ông chồng là cái tài sản duy nhất và quý giá nhất mà bà còn có ở trên cuộc đời này cho nên tất cả tình thương tất cả những cái gì bà sẽ đổ vào cho ông giúp và bây giờ thì chúng ta thấy là ngoại chuyện ông mất tài sản ông mất con ông còn bị cái gì bị bệnh từ trên đầu xuống cho tới chân coi như là những cái mục đó nó tôi tôi không phải là bác sĩ nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái mục đó mà nếu nó gây ra ngứa rồi ông phải lấy cái mảnh sành mà ông gãi thì xin thưa với quý vị là tôi tưởng tượng là cái cái đó nó bảo đảm là nó sẽ có mũ những cái mục đó nó mưng mũ rồi nó chảy nước vàng ra và rồi nó ngứa ngấy nó làm cho rất là khó chịu nhà tôi hồi ở Hà Nội bị uh, bác sĩ không biết cho thuốc lộn hay sao đó không biết mà ổng uống rồi ổng bị mọc mục từ trên đầu xuống tới chân luôn và nhà tôi ổng nói rằng bây giờ thì ổng có thể thông cảm phần nào với ông dốt là bởi vì nó rất là ngứa nó rất là khó chịu và sau đó thì khi mà những cái mục đó nó nó bể ra thì nó để lại cái sẹo ở trên da của nhà tôi tôi, tôi xin thưa với quý vị là một người vợ trong cái cảnh mà mình thấy ông chồng mình ổng ông khó chịu ông ngứa ngáy mà ông bực bội như vậy thì chúng ta cũng muốn giúp muốn làm sao để san sẻ cái nỗi đau đó nhưng mà không có làm cái gì được hết trơn á thì chỉ có nước là yên lặng và tôi thấy một cái hình ở trên mạng họ vẽ cũng hay lắm đó là bà dóp xối nước cho ổng tắm thì không biết là những cái bệnh như vậy là có tắm được hay không chúng ta nhớ hồi nhỏ mà mình nuôi con nữa mà con mình nó bị cái bệnh cái gì quên mất tiêu cái bệnh đó rồi Dạ trái rạ thì cử nước Đúng không? Không cho trúng nước Mà tôi không biết là cái bệnh của ổng là có thể tắm được hay không Nhưng mà thấy là bà nấu nước Bà dội trên người ông giót Có nghĩa là bà chăm sóc Bây giờ bà làm được gì nữa giờ Chỉ có chăm sóc Để làm cho ông dịu bớt cái cơn đau của ổng thôi Trong khi chúng ta khóc Với ông giót về cái hoàn cảnh thì chúng ta quên mất cái sự hiện diện yên lặng thủy chung của bà Dớp ở bên cạnh ông Dớp. Chúng ta thấy là ông có thể tưởng tượng cái cảnh là ông Dớp ông rên rỉ vì đau xót, vì ngứa ngáy, vì khó chịu mà chúng ta ở cái bên mà chúng ta không làm gì được hết trơn Bà dớp trải qua những ngày khốn khổ mà không có thư từ gì của bạn bè Không có cái sự thăm viếng như kiểu là chúng ta có ở trong ban nữ giới đi để mà họ nghe mình có cái chuyện gì là người ta sẽ đến người ta thăm, người ta an ủi, người ta động viên, người ta đọc lời Chúa cho mình vân vân. Những cái đó nó cũng làm cho chúng ta giảm bớt cái đau khổ của mình. Nhưng mà bà dốt của chúng ta thì không có cái trường hợp như vậy. Bởi vì sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi hai ông bà gặp tai họa thì bà con dòng họ về trốn hết. Không có ai hết á. Chỉ có hai ông bà mà thôi. Rồi lúc đó Chúa cũng dường như đi đâu vắng Bây giờ phản ứng của ông của ông và bà dớp thì trong cái hoàn cảnh như thế thì tôi xin thưa với quý vị là bản thân tôi cũng tuyệt vọng ngã lòng kinh thánh chép những lời cay đắng của bà dớp những cái lời duy nhất trong suốt sách dớp những cái lời thốt ra trong cái cơn khủng hoảng tận cùng Ủa ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao hãy phỉ bán đức chúa trời và chết đi và khi ngày hôm nay khi chúng ta nhớ đến bài Dớp là chúng ta chỉ nhớ cái câu đó thôi đúng không không nhớ cái gì khác hết trơn á chỉ nhớ là hãy nói đến bài Dớp là nhớ đến cái câu bị bán chúa chết đi nhớ coi vậy thôi như vậy nó có công tâm đối với bà dớp hay không và tôi thấy rằng đây là một người phụ nữ mà coi như là bị hiểu lầm nhất ở trong kinh thánh cho đến ngày hôm nay mấy ngàn năm sau Người ta nói đến bà dớp thì người ta vẫn nói đến cái câu nói đó Người ta không có khen được bà dớp một điều nào Cũng không có cảm thông là bà này cũng mất 10 người con y như ông chồng Chứ có gì khác đâu Ông bị đau khổ như thế nào thì bà cũng bị y như vậy Chỉ có điều là bà không bị bệnh thôi Bà không bị ghẻ rồi này kia thôi Chứ còn ngoài ra thì bà chia sẻ với ông tất cả những cái cái đau khổ Có người thắc mắc không biết bà có đức tin nơi chúa không nữa nếu mà có đức tin nơi Chúa thì đâu có nói cái câu gì mà tệ dữ vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng trong cuộc đời con người có những lúc chúng ta có những cái ý nghĩ, cái lời nói thốt ra trong cái lúc bị thử thách đến tận cùng. Những lời nói đó khi hồi tỉnh thì chúng ta muốn rút lại. Quý vị cứ tưởng tượng những lời nói đó của mình được thu âm rồi phát ra cho mọi người nghe. Rồi người ta bình phẩm, người ta chỉ trích, người ta nói này nói khác. Chúng ta cảm thấy như thế nào? cũng may là bà giúp bà không biết ai nói gì bà bà chết lâu lắm rồi à cho nên dù gì đi nữa thì bà cũng còn thấy sung sướng là bởi vì chỉ có mỗi ông chồng là nghe được những cái lời bà nói nhưng mà nó khổ nổi là chúa lại đẹp ý để cái câu nói của bà được ghi vào trong kinh thánh để ngày hôm nay chúng ta đọc trước và sau câu nói này được ghi chép thì chúng ta không thấy có một lời nào nữa của bà dớp. có lẽ lời nói này không phải phát xuất từ nỗi thống khổ của bà mà do cái lòng thương cảm cho sự đau đớn thể xác của chồng vì hàng ngày bà phải chứng kiến cái cảnh khổ đau của ông do chứng bệnh quái ác hành hạ và có lẽ tôi nghĩ rằng đây là cái cách tốt nhất để bà diễn tả cái tình thương cảm cái sự xót xa của bà đối với chồng khi thấy chồng sống mà như chết sống còn hơn mà coi như là chẳng thà chết chắc có lẽ sướng hơn đó tại vì sống theo kiểu như vậy nó rất là khổ có thể bà mong ông được sớm giải thoát khỏi cái đau khổ triền miên về cái căn bệnh này bây giờ chúng ta coi thử cái phản ứng của ông dốt nó như thế nào lời nói của ông dốt thì nó thật là thú vị sau khi nghe bà vợ nói như vậy nói là ông rủa xả chúa rồi chết đi thì ông nói gì ông nói rằng bà nói như một người đàn bà ngu muội Tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tay ngày giáng xuống thì chúng ta không nhận? Ông không nói bà ngu. phải không? Nhưng mà ông nói bà nói như một người đàn bà ngu muội. Nghĩa là gì? Diễn ý đó. Thì tôi sẽ diễn ý như thế này. Bà nói không giống bà chút nào trơn mình nói mình nói không có giống mình ngày ngày thường hết á nghe giống không giống như cái người nữ kính sợ chúa mà tôi đã đi cưới về hãy nhớ lại lời hứa của chúa nhớ lại sự tốt lành mà chúa đối đãi với chúng ta không biết ở trong gia đình của quý vị có khi nào mà bà vợ nói một cái câu gì đó rồi quý vị cũng nói y như là ông dớp nói với bà dớp không phải bà không vậy Tôi nhớ hồi đó tôi đi cưới bà, bà đâu có tệ dữ. Sao bữa nay vậy? Tôi nhớ có những có cái hồi mà tôi còn trẻ với nhà tôi thì tôi tôi rất là coi như là không có khéo như người khác nhưng mà ít nhất là không có làm đổ bể chén rồi này kia vậy. Nhưng mà càng lớn tuổi cái tự nhiên cái tay của mình nó giống như nó bị trật chìa không 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 có điều khiển được vậy đó. Nhiều khi làm cái rớt bể chén. Cái nhà tôi ổng dòm tôi ổng cũng... hết. Sao kỳ vậy? Ông không hỏi là có bị gì không? Sao vậy sao bữa nay tay chân gì run rẩy vậy? À, nhưng mà ông hỏi sao kỳ vậy? Ông không hiểu tại sao một cái người vợ mà đang đàng hoàng tử tế như vậy mà lại trở thành một cái người vụng về. Ông dớp hiểu vợ mình cũng đau khổ y như mình. Nếu không muốn nói là nhìn thấy nỗi đau trong mắt của bà thì làm cho ông đau đớn hơn. Bà đang bị sốc và những mắt mất mát thành lình dễ làm mờ tâm trí, làm biến dạng thực tại và làm méo mó cái nhìn của chúng ta về Chúa. Thường những người sống trong cảnh đau khổ triền miên dễ thốt ra những câu nói tương phản về đức tin và cuộc sống. Và nếu ngày nay thì không biết có bác sĩ nào ngồi đây không? Nhưng mà tôi tạm gọi cái bệnh của bà Dớp, à, cái tâm trạng của bà Dớp là bác sĩ nếu mà ngày nay bác sĩ khám cho bà dớp bác sĩ sẽ chẩn đoán là bị rối loạn tâm lý hậu chấn thương do căng thẳng nói tóm lại bốn chữ đó là sang chấn tâm lý rõ ràng lời của ông dớp chính là cái thứ dầu xoa dịu được cái tâm hồn mà bà dớp đang cầm bởi vì từ đó về sau thì chúng ta không nghe bất cứ một cái câu gì từ bà dớp nữa đó là những cái điều mà chúng ta nhận định về ông gióp và bà gióp Bây giờ chúng ta coi thử chúa nghĩ cái gì về bà gióp Mấy ông tổ của mình thì lên lên tiếng là Nào là cái gì uh, tai sai của ma quỷ Đồng lõa với ma quỷ Điên cuồng hiểm ác này kia đủ thứ uh, Mấy ông mục sư ngày nay thì, thì kêu bà gióp là gì Là cái bà vợ mà Là cái gánh nặng của ông gióp rồi gì nữa không giúp ích được gì cho ông gióp mà còn rủa xạ biểu ông rủa xạ chúa đi rồi chết dở ờ, gì kỳ vậy vân vân tôi nghe nhiều ông giảng về bà gióp như vậy và tôi thì thấy tội nghiệp cho bà gióp quá vì bà bị hiểu lầm mình là phụ nữ mình có thể hiểu được cái tâm trạng của bà gióp trong những cái hoàn cảnh như vậy cho nên tôi xin đứng ra làm luật sư mặc dù cái luật sư này thì nói cũng không có trôi chảy lắm nhưng mà <laughs> cũng Ít nhất cũng lên tiếng để bình cho cho một cái bà bị hiểu lầm như vậy. À, chúng ta thấy chú im lặng, chú không có nói gì, chú không có chê bà. Chú không nói, tại sao mà con nói một cái câu gì mà nó vô duyên dữ vậy. Chú không nói, kinh nó không có chép gì hết á. Nhưng mà mấy ông bạn của ông giúp bị chú bị chú mắng bị chúa mắng là tại làm sao mà mấy con nói không có giống như là dốt nói về ta mấy con nói sai biết về ta hết trơn bây giờ là phải đi theo uh, chuẩn bị những cái của lễ để dốt nó dâng lên để xin tha thứ cho các con vâng vâng mấy ông bạn của dốt bị la nhưng mà bà dốt thì không hề bị la một tiếng nào hết mà chúng ta thấy cái cách chúa đối với bà dốt rất là nhẹ nhàng rất là dễ thương bởi vì sao sau đó ở trong cái những cái đoạn cuối thì chúng ta thấy là chúa ban lại cho ông giống nghĩa là sau khi cái thử thách đó nó qua rồi đó cái thử rèn nó đủ rồi đó thì chúa ban lại phước hạnh gấp đôi tài sản được gấp đôi nghĩa là những cái con gì hồi xưa nó có 500 con thì giờ được một ngàn con nếu mà hồi xưa có ba ngàn con thì bây giờ được sáu ngàn con vân vân nghĩa là nó gấp đôi hết á Riêng 10 đứa con thầy Ông có gấp đôi Cũng vẫn là 7 con trai và ba con gái Và ba cô con gái này thì Kinh Thánh ghi gì Đẹp nhất ở trong Cái vùng đó Và tôi nghĩ rằng nếu hồi đó mà người ta có tổ chức Hoa hậu trái đất hay là hoa hậu hoàng vũ gì đó Thì ba cô này sẽ là ba cô hoa hậu luôn Chứ không phải là á hậu một á hậu hai vậy trơn á Cái phẩm chất của bà giúp là như thế nào? Bà có thể sống khá lâu để cùng xẻ ngọt, chia bùi. Với ông Giớp vì kinh thánh chép rằng ông sống đủ lâu để thấy con cháu chắc đến đời thứ tư. Ở đoạn 42 câu 16 Tôi cho rằng chính cái thái độ cùng chia sẻ ngọt bùi đó với chồng trong những lúc khó khăn thăng trầm trong cuộc đời là cái lời chứng có giá trị nhất. Tại sao tôi dám nói là bà cùng chia sẻ tất cả những điều đó bởi vì cái khi hanh thông thì có bả đương nhiên rồi đúng không bây giờ khi mà ổng bệnh mà bệnh nặng hết sức luôn đến độ cái người ổng nó bốc mùi và cái hơi thở của ổng cũng bốc mùi luôn và ổng nói gì ở trong đoạn 19 câu 17 a hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi là bà phải ở cái bên mới hửi được cái mùi đó chứ ở xa làm sao biết được cái mùi đó đúng không cho nên chúng ta thấy là trong cái vui cũng như khi buồn thì bà đều chia sẻ với ông. Đến cuối sách giớp thì chúng ta được biết tất cả anh chị em bạn bè đều đến thăm và dùng bữa với ông tại nhà. Họ chia buồn và an ủi ông về các tai họa mà Đức Dêu vào dán trên ông. Đồng 42 câu Và mỗi người thì cho một miếng vàng, một chỉ vàng, một cây vàng hay là mấy cây gì đó để ông tạo dựng lại cái sự nghiệp và nhờ đó mà cái gia sản của ông nó được Ăn gấp đôi Rồi Chúa lại ban lại 10 đứa con Như vậy tức là Sau khi mà bị tai họa Thì những người này đã quay trở lại Tỏ cái lòng trắc ẩn Và tặng cho hai ông bà một ít, ít vốn để làm ăn Như vậy tức là bà chia ngọt xẻ bùi Bà cùng chung sức với ông và cuối cùng là những cái thử thách mà khiến nhiều gia đình tan nát đó Thì lại không có ảnh hưởng gì trên cái gia đình của ông Dốc và bà Dốc Chúng ta thấy ngày hôm nay có những cái mối tình mà của người đẹp và đại gia Đại gia mà còn gia sản thì người đẹp sẽ ở kế bên Và có rất nhiều người đẹp muốn đăng ký làm người đẹp riêng của đại gia Nhưng mà khi đại gia mà bị tán gia bại sản Đại gia mà vô tù ra tòa thấy người đẹp biến mất liền thậm chí có những người đẹp ra tòa ly dị luôn khi nghe tin cái ông chồng của mình vô tù đó là chuyện thật xảy ra ở tại đất nước việt nam này và chúng ta thấy ở đây chê bà dớt kiểu gì thì không biết có thể là bà không khéo hay là bà không đẹp bằng bà hoa hậu này khác nhưng trong cái cơn bi thảm như vậy bà vẫn ở một bên thủy chung ở một bên chia sẻ tất cả những cái đau buồn những cái khó khăn những cái khổ cực qua những cái kinh nghiệm đau thương như vậy bây giờ tóm lại thái độ của bà có hoàn hảo trong cơn bão tố của gia đình bà không thì câu trả lời là không Thế bà có nói những lời mà sau này hối tiếc không? Có. Nhưng trong tất cả mọi sự, bà nhẫn nhục đức tin của bà nơi chúa còn nguyên vẹn và biết bà ở luôn bên cạnh chồng có thể xem như một mẫu mực của kinh thánh. Thưa Hồi Thánh, khi chúa thử rèn chúng ta, thì chúa sẽ dìu dắt chúng ta đi qua từng bước Chúa không bỏ rơi chúng ta. Trong mọi việc xảy ra cho ông dốc và bà Dớp thì Chúa đã biết trước rồi. Có một cái sự trao đổi ở trên thiên đàng mà ở dưới đất này ông dốc không biết. Chúng ta ngày hôm nay đọc thì chúng ta mới biết cái cuộc nói chuyện giữa Satan và Đức Chúa Trời. Chứ còn ông Dớp ngày xưa đâu có biết gì đâu. Ông không biết gì hết. Vậy là đang sống yên vui, thỏa lòng với tất cả những cái sự nghiệp của mình với gia đình tinh kính của mình cái đột nhiên là ở trên trời đổ xuống hết tai họa này tới tai họa khác và không biết tại sao như thế và nếu quý vị chịu khó để ý đến 37 đoạn tiếp theo của cái đoạn 3 đó thì chúng ta sẽ thấy rằng ông nguyền rủa cái ngày sinh của mình rồi ông than thở ông rên rỉ ông phiền trách đủ kiểu và ông xin chúa làm ơn chúa nói cho con biết mà tại sao cái chuyện như vậy nó xảy ra con không có làm cái gì có tội hết trơn mà tại sao chuyện này nó xảy ra đôi khi trong cuộc sống của chúng ta chúng ta cũng gặp những trường hợp như vậy bản thân tôi khi nhà tôi qua đời tất cả quý vị ở đây đều biết là nhà tôi được bầu làm hội trưởng và ông chỉ làm hội ông là một trong những hội trưởng làm cái chức đó ngắn nhất có năm mấy Từ qua đời và chúng tôi vừa mới dọn nhà rồi tôi sắp xếp đồ đạc này kia kia nọ rồi ổng đóng mấy cái tủ sách ổng để sách ổng vô này kia kia nọ tôi nghĩ rằng ít nhất ở được cái nhà hồ hảo hướng được cũng bốn năm Đằng này mới dọn vô mới có mấy tháng nè là chuẩn bị thùng này kia kia nọ dọn ra tôi thắc mắc tôi hỏi chúa tại sao và thưa quý vị ở trong sách giớp ông giớp hỏi chúa 16 lần chữ tại sao Tôi không biết hồi đó tôi hỏi Chúa mấy chục lần cái chữ tại sao tôi không hiểu, tôi không nhớ. Nhưng tại sao Chúa để cái chuyện như vậy xảy ra? Chẳng thà đừng cho làm. Đừng cho làm hội trưởng để làm một sư bình thường được rồi. Đưa lên chi? Chưa có hết nhiệm kỳ là đem về trển rồi. Và tôi hỏi là chẳng thà Chúa để cho ông làm cho ông đủ 4 năm đi rồi chú đem về cũng được hoặc là cho chết trước khi được bầu làm hội trưởng cũng được nhưng tại sao đưa vô ông chi rồi rốt cuộc lại cất lên nửa chừng vậy tôi thắc mắc với chúa tôi hỏi chúa miết rồi tại sao như vậy và tôi nghĩ rằng có lẽ quý vị hay là những con cái chúa khác khi gặp cái chuyện này chuyện khác xảy đến mà mình không hiểu tại sao thì mình cũng hỏi và mình được phép hỏi chúa không cấm không cấm chúng ta hỏi Chúa tại sao Chúa cho phép mình nói Mình đối diện với Chúa để được Chúa giải đáp Chúa thì không giải đáp cho tôi Có lẽ phải chờ lên thiên đàng gặp Chúa để hỏi Tôi lặp lại câu hỏi đó là Chúa trả lời Còn ông dớp thì được Chúa trả lời Ở cái đoạn 42 ông trả lời Chúa, Chúa trả lời cho ông Và khi đó thì ông ăn Ông nói rằng trước đây tôi chỉ nghe đồn về Chúa thôi. Nhưng mà bây giờ thôi, tôi biết được Chúa là đấng như thế nào. Như vậy chúng ta có được phép nghi ngờ và than phiền Chúa hay không? Khi chúng ta gặp nguy hiểm, khó khăn, đau đớn, thì tôi nghĩ rằng được. Và ở đây là một số những cái câu kinh thánh mà tôi nêu ra để quý vị về nhà đọc. Giáp đoạn 21 câu 4, giáp đoạn 23 câu 3 câu 6, bốn 40 câu 8 và mươi 42 câu 7 đến câu 8. Và cái thắc mắc thứ hai của chúng ta làm sao sống cách khôn ngoan trong khi chịu khổ và đau đớn. Cái bài hát của nữ giới hồi nãy đó, tôi không có nhớ, bây giờ trí nhớ tôi nó dở lắm cho nên tôi không nhớ cái bài hát của chị em hồi nãy, hát cái gì nhưng mà rõ ràng tôi chỉ nhớ cái chữ là khôn ngoan trong đời đó. À Chúa cho mình cái sự khôn ngoan để làm gì? Để mình sống trong đời để mình làm gương cho người khác nhưng nếu mình không làm gương được thì sao ít nhất sống tốt đi còn cái chuyện mà người ta có thấy mình là cái gương hay không gương gương là gương sáng hay gương bể thì cái chuyện đó là mỗi người họ sẽ nhìn nhận và chúa sẽ phán xét chúng ta và câu hỏi thứ ba chúa có quan tâm khi chúng ta chịu khổ không chú có quan tâm khi chúng ta chịu khổ không chắc chắn là có mặc dù ông gióp không hiểu vì sao mình chịu khổ và ông cho rằng chúa không quan tâm và không biết là ông đang đau đớn nhưng mà thật sự ra thì chúa biết à, khi chúng ta đau khổ chúng ta dễ cảm thấy là chúa không thấy không quan tâm nhưng mà trong trường hợp của ông gióp thì không như vậy bởi vì ông không hề biết là có một cái sự trao đổi Thảo luận giữa Satan với Đức Chúa Trời Và bây giờ Đối với chúng ta Thì tôi không dám nói là Satan cũng mặc cả với Chúa Ở trên trời về ông khỏe Hay là ông hải hay là ông mục sư Tôi không biết Nhưng Chúa biết trước những cái gì Xảy đến cho chúng ta Và Chúa cho phép Thì nó xảy ra Chứ không phải tự nhiên mà nó có thể xảy ra được thì Thiên thứ 56 câu 8 thì chép rằng Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao. Cái câu này nó rất là hay và tôi rất là thích câu này bởi vì sao? Khi chúng ta khóc ấy, và tôi cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cho mình có cái tuyến nước mắt lệ đó để đặng khi mình buồn, mình khổ, mình vui hay mình buồn thì nó đều có thể chảy nước mắt ra và chính cái nước mắt đó nó rửa con mắt của chúng ta và hơn nữa nó cũng làm dịu đi những cái đau khổ trong cuộc đời của mình. Người ta ngày xưa đó thì người ta để nước mắt ở trong những cái bình nhỏ nhỏ, những cái bình đẹp mới kêu là cái ve đó. Tức là cái cái bình nó rất là đẹp à, để đựng dầu thơm á thì cái 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 nước mắt đó nó nó dùng làm như là cái thuốc để chữa những cái bệnh về mắt của chúng ta nói chung Chúa có quan tâm khi chúng ta đau khổ Chúa không hề vô cảm đối với sự đau khổ của chúng ta bởi vì khi còn tại thế thì Chúa trải nghiệm cái sự đau khổ trực tiếp và Hebrew đồng 4 câu 15 cũng cho chúng ta biết là có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta Xong chẳng phạm tội Khi Chúa trở lại Ngài sẽ cất hết tất cả những cái đau khổ của chúng ta Tất cả chúng ta đều đã trải qua Những cái năm tháng khó mà nói tạ ơn Chúa Nói thế nào được khi bác sĩ vừa báo cho bạn Rằng bạn mắc ung thư giai đoạn cuối Khi chúng ta chỉ tình cờ đi khám bệnh Bác sĩ tuyên bố một câu Giai đoạn 3 rồi Có nghĩa là gì? Ngày sống ở trên đất còn rất ít Gì nữa Nói tạ ơn Chúa thế nào được Khi người thân yêu nhất của bạn lìa đời Mà nói một cách Coi như văn vẽ theo kiểu cơ đốc Về với Chúa hay được Chúa gọi về Mình đâu có muốn Cho cái người đó được gọi về sớm dữ vậy Mình muốn đồng đi với cái người đó Cho đến già chứ Nhưng mà tôi không được cái hân hạnh đó Tôi không có cái diễm phúc đó tôi phải cắt đứt Sau 28 năm chung sống với nhau ở đây nếu có ông bà, anh chị nào mà chúng ta vượt qua con số 28 rồi thì tôi xin chúc mừng và xin chúng ta cố gắng uh, yêu thương, chăm sóc nhau để chúng ta có thể cùng đi với nhau nhiều năm tháng cho đến 50 năm, 60 năm trong cuộc đời. Vân vân. Thì như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi với nhau từ khi còn trẻ cho đến khi già cả đầu râu tóc bạc để được Chúa bồng ẩm uh, và uh, vui vẻ ở trong Chúa có những lúc mà chúng ta đang đau khổ nhưng mà hội thánh hoặc là ban nữ giới mời chúng ta lên làm chứng bây giờ nói làm sao để nói tạ ơn chúa có lời của một bài hát mà tôi nghe một ban nữ giới hát hồi đời ta mỏi mê trong đêm dài tăm tối gì nữa ạ chúa sẽ lo liệu cả mọi khi cuộc đời của chúng ta nó trải qua tâm tối giông bão sống dồi gió dập thì chúa vẫn lo cho chúng ta có một câu chuyện kể như thế này để kết thúc có một vương quốc nhỏ nọ họ có một cái viên kim cương rất là quý rất là độc đáo mà coi như là nhà vua cũng như quần thần và dân chúng rất là quý cái viên kim cương đó họ đem cái viên kim cương đó ra để mà trưng bày để cho dân chúng khi nào mà cảm thấy buồn bã rồi vậy đó thì đi tới ngắm cái viên kim cương để thấy cái lòng mình được phơi phới lên thì một hôm đang vui vẻ như vậy đó thì có một ông lính chạy vô báo báo với nhà vua buôn tâu bể hả cấp, cấp cứu cấp cứu hỏi chuyện gì chuyện gì nói từ từ Ê dạ tự nhiên cái viên kim cương đó không ai đụng tới nó hết trơn nó nằm trong lòng kính đàng hoàng tử tế mà tự nhiên giờ nó có một cái đường nứt ngay chính giữa bây giờ làm sao giờ coi như nhà vua quần thần dân chúng đều coi như bỡ ngỡ đều uh, bất ngờ <cười> <cười> xin lỗi thì nhà vua mới ra một cái thông báo cho toàn quốc là ai có thể chữa được cái vết nứt của viên kim cương thì sẽ được trọng thưởng rồi coi như rao báo rao báo một thời gian không thấy ai tới không thấy ai xuất hiện để nói là họ sẽ chữa được cái viên kim cương mà bị nứt đó đột nhiên có một hôm thì có một ông lão đến và xin ra mắt nhà vua và tôi muốn tâu bệ hạ tôi có thể chữa được à, xin xin bệ hạ cho tôi coi cái vết nứt đó đi thì ông này à, bệ hạ cho Lính dắt ở cái ông lão này đi, đi vô cái phòng đó để coi cái viên kim cương. Thấy nó bị nứt ngay chính giữa một đường. Ông này ông nói, dạ, bây giờ tôi xin cam đoan với bệ hạ là trong một tuần lễ tôi sẽ chữa được nó. Nhà vua thì bán tính bán nghi. Nó nứt như vậy rồi làm sao mà chữa? Mà sao trong có một tuần ha? À? Thôi được rồi. Thế là giao cái viên kim cương đó cho cái ông lão ở trong một cái căn phòng. Và cung cấp cho ổng tất cả những cái gì ổng cần như là dụng cụ hay là cái thứ gì đó ổng cần thì giao cho ổng và khoác cái cửa phòng ngoài lại ổng ở trong đó một tuần lễ một tuần lễ sau người ta mở cửa ra để cho ổng đi ra thì ổng để cái viên kim cương trên một cái khay như thế này đậy cái, à, cái Cái khăn lên và đưa tới buôn tâu vậy hả đây là viên kim cương mà tôi đã chữa được nó rồi đây thì khi ông dở cái cái, cái nắp đậy lên thì thấy Bây giờ cái viên kim cương nứt đó Nó trở thành một cái bông hoa hồng Với tất cả những lá Những cành Và cái bông hoa hồng nó chiếu rực rỡ luôn Rất là đẹp Nhà vua mừng quá Và quần thần thì cũng súng lại coi Ô cái viên kim cương này Bây giờ nó thành cái hoa hồng thiệt là đẹp Đẹp ghê luôn Thì nhà vua mới nói là Ô Ông giỏi quá ta sẽ thưởng cho nhà ngươi và nhà ngươi muốn gì Ở bao nhiêu vàng bao nhiêu bạc bao nhiêu hay là nhà cửa rồi này kia thì ông nói dạ muốn đâu bệ hạ thần chỉ lấy cái điều rạn vỡ đau xót tận tâm can của nó để khiến nó thành điều đẹp đẽ mà thôi có nghĩa là gì có nghĩa là khi chúng ta gặp những tai họa những khó khăn mất mát chết chóc đau thương xa cách vân vân cả những cái điều đó Chúa sẽ dùng những cái điều đó để làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên quý giá hơn Bởi vì chúng ta có thể dùng cái đau khổ của chúng ta để an ủi cho những người khác Khi chúng ta nói chuyện với những người khác Chúng ta đi thăm viếng chăm sóc người khác Thì chúng ta biết đau khổ là gì rồi Thì chúng ta có thể an ủi được những người đang ở trong cảnh đau khổ Nó như là cái viên kim cương và cái bông hồng vậy Ai trong chúng ta cũng có những trở ngại phải vượt qua là dấu tích của những ngày mình lớn lên có những nỗi đau dấu kín và những tổn thương nhiều kiểu chính những lúc mình nằm trên cái đe của chúa là lúc mình biết mình là ai và chúa là ai xin đừng tránh né những lúc đó vì nếu tránh né là tránh né chúa chú biết rõ tôi và quý ông bạn chị em cần cái gì và biết chúng ta từ đầu cho đến cuối có thể chúa dắt chúng ta qua cơn giông lúc 30 tuổi để mình có thể chịu được cơn bão lúc 60 tuổi một dụng cụ chỉ có thể sử dụng được khi nó phù hợp cái rìu phải bén con dao phải sắc nếu dao bị cùng thì phải mài người thợ rèn luôn luôn giữ cho dụng cụ của mình sắc bén chúa cũng vậy ngày nào chúa còn dùng chúng ta ngài sẽ còn cho chúng ta vào lò luyện Nếu Chúa đặt bạn trên cái đe của Ngài Hãy biết ơn Chúa Vì có thể Chúa nghĩ rằng Bạn còn có ích Nên phải định hình lại Đau không nói Khổ không than Giận cũng không thể hiện ra mặt Nhưng Hãy bước đi Cầm tay Chúa Gì nữa ạ à? Đừng lo Hãy bước đi Cầm tay Chúa Đừng lo xin kính mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ đọc cái lời cầu nguyện. Xin chúng ta khởi sự, lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài tỏ bài chính Ngài cho chúng con là những người không quyền lực, không giàu có, không địa vị, xin cùng đi với chúng con trên đường đời. Xin chỉ cho chúng con cách sống nhẹ nhàng, thư thái Để chúng con chỉ giữ lại những gì đáng giữ Xin cho chúng con sẵn sàng và vui vẻ theo Chúa Để giàu cho cuộc đời chúng con ngắn hay dài Thì chúng con vẫn sống cách phong phú Trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Thân ái chúc quý bà, quý cô, quý chị em nữ giới Một ngày phụ nữ vui vẻ, thả lòng Amén.